Hi, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Hải Chiêu Xe Tải. Lời đầu tiên em xin chúc các anh em một ngày làm việc thật là vui vẻ và là thật nhiều may mắn. Em xin giới thiệu, không biết phải nói làm sao, đây con dắt X150. Con này thì chắc chắn là anh em bác tài là quá quen thuộc rồi, coi video của em nhiều thì chắc là một số anh em cũng đã biết. Thì em xin giới thiệu sơ thôi nha. Đây, chữ dắt nè, mạc chrome vàng, logo X150. Đầu cabin con này là tròn. Hôm nay á, có một điều em muốn á, giới thiệu với các bác tài á, là có một bí mật nhỏ nhỏ, tí nữa rồi em sẽ chỉ. Đây, hộp đèn là halogen nè, kết hợp đèn xi nhan. Đó, kẹn cái miếng thanh mạc chrome đằng trước nè, giúp con xe mình nó chắc chắn hơn, đèn sương mờ. Thì nói chung là như vậy thì bình thường, thì đó là một con xe tải em hay giới thiệu đó. Con này á thì là thùng kính cánh dơi, giúp các bác tài á chở hàng quần áo nè, trái cây, rau củ, nói chung là lưu thông đến các khu chợ dành cho những khu công nghiệp đó, hoặc là những cái khu mà mình có thể đi bán xa hơn á đó. Đây, thùng này thùng cánh dơi, em xin mở cái thùng này cho các bác tài xem nhé. Đó, con này á thì thùng nó là 3m2. Đó, nó là có là 3 bận hông và 3 cửa mở 3 bên. Đó. Thì con này á, hiện tại của nó bên em á đang có chương trình khuyến mãi, là con này là được tặng ghế da là Simly nè, mùi lướt gió, và cái đặc biệt các bác tài rất cực thích luôn. Đây, cái sàn inox. Đó, sàn inox nha, rất là đẹp. Thì á, chỉ có 335 triệu là mình có thể sở hữu được một con xe rồi. Sàn inox đó. Đây, phần đặc biệt ở đây, cái miếng này. Đó, đây là da nè, bọc trên nè, cái ốp mà đó, cái ốp, cái miếng ốp là trên xe á. Đó, đây được một bác tài rất là chịu chơi luôn, sắm cho con xe mình rất là đẹp. Đó. Đây, con này á thì á chỉ cần đưa cho em là tầm là 70 đến 80 triệu là có thể là nhận xe. Thì mọi thủ tục á như ngân hàng á là cần là sổ hộ khẩu nè, chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kết hôn của hai vợ chồng. Còn á, muốn mua tiền mặt á thì được cần đưa trước cho em là tầm 60% xe. Em có thể bấm số đăng ký đăng kiểm, tại là xe có sẵn nên các bác tài có thể là nhận xe trong ngày cũng được. Đây. Đây, tiếp theo là con này là lớp thì là 6 lớp bằng nhau. Nhưng cái bác tài, đặc biệt cái bác tài là yêu một bác tài á, bác kêu em là mua cái gọi là ốp cái ốp cho cái mâm xe còn của con này. Thì hiện tại thì á là nếu mà làm full mà option đồ chơi á là tầm là khoảng 30 triệu, nhưng mà bác này tài này á, do hiện tại là cái đồ chơi á của con xe dắt X150 này á rất là ít, không như những dòng Hyundai hoặc Isuzu, nên là bọn em chỉ option sơ sơ nhẹ cho bác tài đó thôi. Quên xém rồi, em quên cái chỗ này nè. Đây đó. Đây cái phần option, đây camera dây nè. Đó, bác tài này rất là chịu chơi luôn. Đó, camera dây nha. Em mời cameraman mình lên cabin là em xin review trong phần cabin cho các bác tài. Thì con này như em nói từ ban đầu, bọc ghế da Simily theo xe, tặng mũ lướt gió, lót sàn, hả, bao tay lái. Thì nói chung là bao tay lái thì em cũng theo yêu cầu bác tài luôn, lấy những loại mà chất lượng tốt cho các bác tài. Đó. Lên đây cái đó mấy. Chịu lên. Đây nha, thì cũng là hoàn chỉnh điện. Đây. Màn hình cảm ứng của camera. Thì cái này phần này là đây, để mở chi tiết hơn nè. Đó, về home nhá. Rồi, ứng dụng nè. Đó. Rồi, cảm nhận giọng nói. Mở video
duyên phận. Đó nè, thấy không, nó sẽ chạy cái một dòng chữ nè hiện lên đây, có nút tăng giảm âm lượng đó, theo kế bên tàu luôn nè, thấy không đó. Đây là tính năng đầu tiên của nó là xem video. Rồi tiếp tục dẫn tới Long An đó, tại vì là cái này là cảm nhận cảm ứng bằng giọng nói nên á nó sẽ có một số câu lệnh nha. Nè đây đây, gần tới đó nè, dẫn tới Long An đó là sẽ hiện bản đồ. Thôi được rồi, thôi em xin dừng clip ở đây, ngày mai em sẽ ra một clip khác giới thiệu sâu hơn và nói cho tất cả các bác tài biết rõ hơn về giá thành là một con xe full option. Đó. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác tài.